Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Tấn Phát Vlog. Trong video lần này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng tính năng đoạn video. Tính năng này giúp cho người xem của các bạn có thể hiểu được từng đoạn video trong nội dung của các bạn chia sẻ, giúp cho người xem có thể lựa chọn những cái phân đoạn nào mà họ thích và giúp cho họ dễ dàng theo dõi được video của các bạn. Nếu các bạn muốn biết tính năng đoạn video là gì và cách sử dụng tính năng đoạn video như thế nào thì ngay sau đây mời các bạn cùng cầm điện thoại lên theo dõi thật kỹ và làm theo mình. Thì để giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về tính năng đoạn video thì mình đã mở sẵn một video trên kênh của mình cho các bạn xem để tham khảo. Thì như các bạn đã thấy, video của mình được phân ra làm 3 đoạn. Đoạn đầu tiên là đoạn giới thiệu nội dung, và đoạn chính giữa là hướng dẫn thực hiện, và đoạn cuối cùng là chào kết thúc. Thì tính năng đoạn video này có thể giúp cho một số bạn làm về nhạc, giống như là các bạn làm về tổng hợp 10 bài hát trữ tình hay nhất. Thì ví dụ như khán giả của các bạn muốn xem muốn nghe một bài hát mà nó nằm ở vị trí thứ 5. Nếu như thông thường không có tính năng đoạn video này thì người xem phải tua video đến một cái nội dung mà họ thích. Ví dụ bài hát số 5 họ thích nghe, nhưng mà có thể họ tua qua bài hát đó hoặc là họ tua chưa tới. Thì tính năng đoạn video này giúp cho các bạn có thể ghi những cái bài hát mà ở từ cái vị trí để cho khán giả hiểu rõ được là nội dung họ yêu thích nằm ở vị trí nào để họ bấm vào để xem. Như trên video mình đã cho các bạn xem thì video mình đã được phân ra làm 3 đoạn. Và phía dưới phần mô tả, như các bạn thấy trên màn hình, thì video mình cũng đã được phân làm 3 đoạn. Đoạn đầu tiên là giới thiệu nội dung, và đoạn thứ hai là hướng dẫn thực hiện, và đoạn thứ ba là chào kết thúc. Nếu như khán giả không muốn xem ở cái phần giới thiệu nội dung ở phần đầu, mà họ muốn xem vào nội dung chính, thì họ sẽ bấm vào phần ở phía giữa này là hướng dẫn thực hiện. Thì khi đó video của mình nó sẽ tua về cái phần hướng dẫn thực hiện. Các bạn xem nè. Thì sẽ tua về cái phần đầu tiên là hướng dẫn thực hiện. Như vậy thì sẽ giúp cho khán giả và người xem của chúng ta biết đâu là nội dung họ yêu thích để xem. Thì đây là mình giới thiệu cho các bạn qua tính năng đoạn video. Thì để thực hiện tính năng phân đoạn video, thì đầu tiên các bạn sẽ đăng nhập vào YouTube Studio. Sau đó các bạn sẽ đăng nhập vào kênh của mình. Các bạn sẽ chọn phần nội dung trên kênh. Sau đó các bạn sẽ chọn một video mà các bạn muốn thêm cái phân đoạn. Ở đây mình sẽ ấn vào cái video thứ hai của mình. Tiếp theo các bạn sẽ thêm một số cái nội dung vào phần mô tả. Các bạn lưu ý là các bạn sẽ thêm cái nội dung phân đoạn video này ở đầu tiên của phần mô tả. Thì ở cái video này mình đã làm rồi. Cái video mình vừa giới thiệu cho các bạn xem thì mình hướng dẫn lại cho các bạn biết. Thì ở cái phần video này, các bạn sẽ ghi vào phần mô tả. Ví dụ video của các bạn bắt đầu từ 0 giây. Thì các bạn sẽ ghi như trên màn hình các bạn thấy. Mình sẽ ghi là 0.00 khoảng cách. Ở đầu phần đầu của mình là giới thiệu nội dung nè. Thì mình sẽ ghi vào giới thiệu nội dung. Còn cái phần của các bạn như là tên bài hát thì các bạn sẽ ghi vào 0.00 khoảng cách bài hát tên gì đó. Rồi các bạn ấn xuống dòng. Sau đó ở cái phần bài hát thứ hai bắt đầu vào cái phút thứ mấy thì các bạn sẽ ghi vào, thì ở đây phần hướng dẫn thực hiện của mình bắt đầu từ 1 phút 4 giây. Mình sẽ ghi là 1.2.04 khoảng cách hướng dẫn thực hiện. Nghĩa là từ 0 giây cho đến 1 phút là giới thiệu, từ 1 phút cho đến sau đó là hướng dẫn thực hiện. Và cái phần cuối của video này là chào kết thúc. Thì cái là chào kết thúc này ở phần là 15 phút 42 giây. Thì mình sẽ ghi là 15.2.42
khoảng cách, chào kết thúc. Thì nội dung của các bạn như thế nào thì các bạn sẽ ghi như trên màn hình các bạn thấy. Ví dụ ở không không giây là bài hát gì đó, các bạn sẽ ghi vô như là ta đi tìm em, ví dụ vậy. Rồi từ 1 phút là bắt đầu bài hát thứ hai thì các bạn sẽ ghi là 1:00 khoảng cách bài hát thứ hai. Bài hát thứ ba bắt đầu vào mình ví dụ là 3 phút thì các bạn sẽ ghi vào là số 3:00 khoảng cách bài hát thứ ba. Thì sau khi ghi xong nội dung này, các bạn sẽ ấn vào cái phần lưu lại ở đây. Thì ở đây do mình không có thay đổi nên không có phần lưu lại. Các bạn sẽ ấn vào phần lưu lại. Sau khi lưu lại được nội dung thì các bạn sẽ trở vào kênh của mình. Các bạn sẽ xem ở phía dưới của cái video của mình sẽ được phân ra làm nhiều đoạn như lúc nãy mình đã cho các bạn xem. Thì sau khi các bạn đã ghi những cái mốc thời gian để phân đoạn video của các bạn sẽ quay trở lại YouTube. Sau đó các bạn sẽ kiểm tra lại video của mình. Các bạn sẽ bấm vào video và các bạn sẽ thấy những cái mốc thời gian các bạn ghi và video của mình đã được phân tách theo cái mốc thời gian mà các bạn ghi ở trên phần mô tả. Các bạn có thể bấm vào phần mô tả video phía dưới để các bạn xem lại những đoạn video mà mình đã ghi vào và được phân tách như thế này. Thì vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng tính năng đoạn video giúp cho video của chúng ta phân ra làm nhiều đoạn để khán giả hiểu được, người xem hiểu được nội dung của họ muốn xem ở phân đoạn nào và giúp cho người xem dễ dàng xem được những nội dung trên video của mình. Nếu các bạn thấy video hay, hữu ích, đừng quên ấn chia sẻ video cho nhiều người cùng xem nhé các bạn. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian theo dõi hết video này. Chúc các bạn thành công. Đừng quên ấn like video và ấn đăng ký kênh nếu các bạn chưa đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất của mình nhé. Còn bây giờ xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.